Rồi, chúng ta theo dõi trên trên cái phần mềm final nha. Đây là nhạc đề nè, hai lần nghe theo cái cách hòa âm sử dụng học âm giảm nè, phần giảm đó. Rồi nghe lại lần nữa, hai lần học âm giảm nó tạo cái cảm giác yếu đuối quỷ mị nè. Buồn đó. Rồi tiếp là ở đây học chiều âm 5. Khi dùng học âm 5 nghe cái chiều buồn này nó nặng nề, nó không có cái vẻ của cái ngữ khí của cái chiều buồn. Bây giờ nghe lại ca 2 nha. Học âm khi sử dụng học âm 5 chúng ta vẫn có thể tạo được một cái bè bát nó chuyển động khá đẹp, quãng 4 lên, quãng 2 xuống, quãng 4 lên, quãng 2 xuống. Tôi cho nó thấp xuống là để cho nó cũng vẫn là ở cái cao độ, cái tầm cử làm mi xì. Nhưng mà khi các thầy cô sơ mà có nghe lại thì tô 5 cái ô sao này rồi cho thành bô, tức là nâng nó lên một quãng 8. Thay vì la ở hai cái dưới này thì là lên đây, nhưng mà tại tôi để về để cho nó giống bên đây, nó ra cái cảm giác nó dễ so sánh hơn. Rồi nghe là cả hai cái cách hòa âm, cái nhạc đề hòa anh bằng sử dụng hai hợp âm giảm và sử dụng hợp âm 5 nha. Rồi nghe quãng 5 lên, quãng 4 xuống á, nghe nó vụ quỷ mị đó, đầy hơn. Rồi nó đầy ha. Rồi với cái nhạc đề quãng 5 lên quãng 4 xuống thì Lê Việt làm cái phiên khúc 1 nè. Đây nè, có quãng 5 lên quãng 4 xuống nè. Nhưng mà mở rộng thì cho dấu qua Mỹ ở giữa nè, dấu nối nè là si đô, si là dấu nối, đô là dấu hở, do mà si đô rồi. Tại vì cái kia nó là dấu cái kéo dài. Đó là cái câu phiên khúc 1 của Lê Việt nè. Dầu là cái phiên khúc này hát trước hay là cái điệp khúc hát trước thì có hai cái nó đều có một cái chung. Nếu mà người nghe chung chung thì sẽ thấy nó có một cái chung là quãng, có cái bước nhạc là quãng 5 đi lên quãng 4 xuống. Rồi nghe lại lần nữa khi Lê Việt mở rộng ra chi tiết ở cái phiên khúc 1. Rồi giờ chúng ta tiếp cái vế thứ hai hay là cái mệnh đề thứ hai. Tập giáo bồi cái chữ như nãy tôi nói trên bảng, cái chữ gặp vác nhuộm, tôi có tô đậm nó lên để nó ăn vần. Đây là một cái vấn đề nghệ thuật. Nếu mà được như vậy cái nó tạo cái ngữ khí là người ta chấp nhận, đành phải chấp nhận vác nó. Chữ nhuộm này gọi là nhuộm thân, nhuộm xương đó. Giờ chúng ta nghe hai vế đầu, vế chánh và vế phụ đầu. Chỗ này là hợp âm giải kết ri si ba, lá son pha mì đi liền xuống nè, đi lên. Cái bước nhạc ở trên cùng thì nó giống nhau, nhưng mà cái basso nó nghịch nhau, một cái điều rất là hay. Vế chánh á, mở rộng ra nè. Chỗ này nghe nó sáng lên, nhưng mà nó vẫn là quãng 5 lên quãng 4 xuống. Đưa cái nhạc đề chánh này nhìn ở một cái góc cạnh khác. Nghe lại nha, chỗ quãng 5 đi lên này
Ngoài ra cái bass nó lại đi liền xuống, mà cái âm hưởng chung chung của giai cấp Rizzi thì nghe nó hơi là quyền bí của kiểu của bên bên Á Châu. Lý do tại sao tôi xài được như vậy, đây bốn ô này là trích từ trong sách giáo khoa à. Ở đây nó đi quãng ba mi son rê mi, nhưng mà tôi cho là đô son rê mi nó vẫn không sai, móc nó không sai là tại vì nó nhảy quãng năm son son, một cái đi lên một cái đi xuống à, là chúng ta khỏe rồi. Nó không có dính cái là cùng chiều tới quãng năm mà hai bè cách bậc à, nếu chúng ta đảo đảo cái rê này là cái bắt cái an tô này mà lên trên cái soprano thì chúng ta sẽ bị rê này mà lên trên này thì nó sẽ tạo ra quãng năm cùng chiều tới quãng năm hai bè cách bậc, đây là một lỗi rất nặng. Nhưng mà như vậy thì lại được, cái gốc mà để tôi xài cái chỗ này á, tôi phát triển chỗ này là do cái sự biến cải chỗ này à. Bây giờ nghe bốn ô đầu là trong sách giáo khoa, còn cái này là tôi biến cải lại để tôi có được cái quãng năm đi lên quãng bốn xuống, và tôi lại có cái lợi là lá son fa mi nó đi ngược cái thằng chánh à, nghe nha. Giáo khoa à, nghe nó vẫn khớp nhau à, nghe lại nè, kinh điển nè. Nó không bị lỗi nhiều quá. Rồi trên cái đồ xón rề mi của cái vế mở rộng này đó thì Lê Việt cảm hứng ở trong cái phim khúc 1 này, đồ xón rề nè. Chỗ đầu này nghe nó nhanh 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 nhanh, nhưng mà khi hát nó tại nó cùng chung luồng hơi thì nó khi hát lời thì nó sẽ không có nghe kỳ cục gì đâu à. Cái chữ thập và cái chữ thánh nó khác nhau cái chỗ là mình có chấp nhận hay cái đau khổ đó hay không à. À, đồ sánh rề đó. À, như vậy là chúng ta mở rộng cái vế thứ hai à, rồi bây giờ chúng ta mở rộng qua vế thứ ba, cái mệnh đề thứ ba đó. Đây là cái gợi ý chung của tôi, đây là cái mệnh đề thứ ba này, nó nói về cái sự vị kỷ, sự vô cảm, u mê, nói chung là tội lỗi đó. Cái phần đầu mà nghe chung thì chỗ này tôi cho lên mí luôn, rê mí luôn à, ở đây thì nó dùng dùng xuống quãng 5 giảm, nó tạo cái cảm giác nó khác đi à, nghe nha. Đi lên từ từ đó à, thay vì do trá thì nó lỡ nghe lên lần nữa là với bà. Chúng ta nghe từ đầu ráp cả nguyên câu ba vế hay là ba mệnh đề đó, cái chánh đó.
rồi chú ý cái chỗ có hộp âm ba nó tạo một cái gì đó nó cứng cỏi. Trong cái phần điệp khúc này đó thì Lê Việt cái cảm xúc Lê Việt thì nó có thêm những cái dấu hoa mỹ. Chúng ta nghe cái câu 1 của điệp khúc của Lê Việt về phần quan thì nó cũng y vậy thôi. Trong ngôn ngữ tiếng Việt ở trên thế giới này thì có một vài cái ngôn ngữ thì nó không có âm đóng. Âm đóng tức là những cái âm mà nhưng cái cuối, cái vần cuối đó, cái phụ âm cuối là chữ phờ đó, như tiếng chữ ấp hay là chữ mờ, chữ chữ âm chẳng hạn, mình sẽ ngậm miệng lại. Còn những cái chỗ mà nó đi lên kéo dài như vậy đó thì cái cuối này nên là mở. Thí dụ như cái bản đầu tôi để cho chưa cái chỗ này là chữ trá, mở miệng ra chữ a, mình mở rộng ra. Nhưng mà ở đây thì vì lý do nó diễn tả một cái gì đó tội lỗi, cái sự phản bội, cái sự ngang nghịch, Lê Việt dùng chữ kín, nó là cái âm nửa nửa đóng mà nửa mở. Cái ngôn ngữ như tiếng Ý á, thì là gần như là không có âm đóng, hay là tiếng phổ thông của người Tàu đó, không có âm đóng. Thí dụ như đếm từ 1 đến 10 của cái tiếng phổ thông 1 2 3 4 5 6 7, nó không có cái âm nào là đóng hết. Nhưng mà cái âm mà của cái người địa phương họ, thí dụ tiếng Quảng rất gì 8 8 là đóng rồi đó, say âm âm là đóng rồi đó. Lục sách bắt cầu sập sập tức là 10 đó là âm đóng. Cho nên có những ngôn ngữ mà mình phải hiểu hiểu để mà mình dệt những cái, nếu mà ở trong cái chuỗi mà đi lên như vậy nè, mà chúng ta dùng cái âm một cái từ nào đó mà âm đóng thì nó có thể nó tạo cái sự gãy đổ của cái chuỗi đó. Nhưng mà ở đây đặc thù la si, đáng lẽ là chỗ này nè, chỗ con tim lặng này là si đô, nhưng mà cái si đô đó Lê Việt là cho xuống ở dưới tenor thì cũng chả sao, nó cái âm hưởng chung nó vẫn tạo cái cảm giác đi lên cho tới dấu mí. Chúng ta nghe lại cái phần cái vế thứ ba của Lê Việt, la si đó, đáng lẽ là si đô đó. La si, si đô, đô rê. Ở trên nó chúng ta la si, si đô, đô rê, nó nằm ở trên soprano hết, ở trên dòng ca chánh đó. Nhưng mà do cái cảm xúc của Lê Việt nói về cái sự gian dối, cái sự tội lỗi, cái sự phản bội phản trắc gì đó thì xét về mặt móc nó hôm âm thì đưa nó xuống tenor chả sao. Còn về phương diện về dòng ca ở đây đó, nó đã là dấu sắc rồi, mà nếu nó đi tiếp lên nữa thì nó là dấu gì. Cho nên khi mà quỳ chuyển nó xuống trở lại không dấu thì lên chữ đóng kín này nó sẽ hay hơn, nó sẽ thoát hơn. Ở đây dùng chữ kín thì nó rất là hay đấy. Cho nên tôi mới nói là cái bản chánh khi nghe ở trang một cái đầu á, tôi dùng là chữ trá ama nó mở rộng, mà đây tôi dùng chữ lừa để nó phần nào đây nó diễn tả giống như cái ý của Lê Việt. Nghe lại cả cái câu của Lê Việt. Đồ sắn rè nó không có chói như là bên kia ha. Chúng ta
cái chỗ này cũng tương đối khá là hay. À, chúng ta chuẩn bị qua câu câu thứ hai. À, rất tiếc rằng ở Việt Nam khi dựng thành audio không có cái phòng thu để mà cái phần điệp khúc này hát bốn bè. Thì khi nghe cái những cái bài của Lê Việt mà thu ra thì không có cái điệp khúc không sử dụng được bốn bè, rất là uổng. Khi sử dụng được bốn bè thì những cái giá trị về hòa âm này nó sẽ được đánh nổi lên. Bè alto và bè tenor chúng ta có thể gì dệt lại, đây là cái bản căn bản thôi, nhưng mà nếu mà cái chuyển qua cái viết cho hợp sướng đó, thì chúng ta alto và tenor có thể thêm những dấu hoa mỹ gì đó, nhưng nó có thể nó về dấu giọng nó có thể sai chút cũng không sao, chỉ có khó là ở cái bè basso ra làm sao mà cho nó ăn quần sao đó, để mà nó đừng có đối lập với nhau cái từ nó phá đổ cái ý tưởng chung. Khi viết lại cho hợp sướng thì người ta viết bốn dòng kẽ, soprano và alto viết khóa son, tenor người ta viết khóa son, nhưng mà ở dưới cái khóa này có cái số 8, có nhiều người quên cho đó nha, viết tenor là lại bằng khóa son, viết số 8 có nghĩa là cái dấu đó khi diễn tả phải viết vô đô, thì khi diễn là nó phải là vô đô ở dưới này, tại vì mình viết ở trên cao, cho nên có những trường hợp như bài này thì không nói gì, cái tenor nó xuống thấp. Có những bài tenor nó nằm ở trên năm đường kẽ, chẳng lẽ mình viết khóa pha rồi mình để năm đường kẽ trong lóc mà mình cứ viết những đường kẽ phụ, cho nên chính vì vậy mà người ta viết tenor người ta viết khóa son, nhưng mà ở dưới có cái số 8. Còn nếu số 8 nó nằm ở trên á thì là diễn nó cao hơn một quãng 8. Ví dụ như trong dàn nhạc mà người ta viết blauto ở soprano, người ta muốn tăng cường cái dòng ca đó, người ta viết thêm một dòng nó cũng cũng cái khóa son y vậy, nhưng mà người ta viết số 8 trên, tức là cho piccolo đó, tức là cái sáu mà nó ngắn mà chừng khoảng một gang tay nó trên cao đó. Còn ở đây cũng vậy. Hay là dưới bass thì có thể là chơi contrabasso thì nó thấp hơn một quãng 8 so với những cái loại khác như violoncello. Rất tiếc ở Việt Nam thì không có thể thầu được những cái phần hợp sướng. Nếu thầu được những phần hợp sướng thì những cái giá trị về quãng như đây là Sidore rồi La Sanfamie, những cái quãng nói vô nó rất là chặt chẽ này thì rất hay. Rồi chúng ta qua câu thứ hai.